tối. Thì sáng mình đi học rất là sớm và kiểu mình vội, và mình lúc nào cũng bị ngủ quá giờ, mình đi muộn thì rất là vội. Shame on me, mấy ngày vừa rồi thì mình đều đi muộn. Nhưng mà may là cũng không được vấn đề gì. Anyway, đợt này thì mình đang đi học lâm sàng ở Nhi Trung ương. Khá là thích cái khoảng thời gian đi học ở Nhi Trung ương này. Mặc dù là học rất là nghiêm túc và cũng khá là vất vả hơn so với các viện khác. Mình cảm thấy là học được rất là nhiều thứ. Khi mà mình đọc lý thuyết thì có thể gặp những cái bệnh đó, nhưng mà trên lâm sàng thì chưa một lần mình thần được được tiếp xúc với bệnh nhân đó, nhưng mà đi Nhi Trung ương thì mình lại được tiếp xúc, nên là mình thấy khá là thích. Mỗi lần mà học Nhi ấy, thì bao giờ cũng là cái khoảng thời gian vất vả nhất của cái kỳ đó. Như đến hồi Y4, một tuần thi 2 môn, một tuần trực một lần, vừa đi học vừa cầm theo cái tờ đề cương, xong cứ mỗi lúc nào mà rảnh một phát thì lại ngồi cầm đọc đề cương để học. Mà sao mình cũng không hiểu được là mình có thể sống sót được qua cái giai đoạn đấy. Đợt này đi học Nhi cũng lại như thế. Bây giờ là 8 giờ. Let's go. Từ rất sớm, may ra có thành công. Và nghiên cứu cho thấy lứa tuổi để bắt đầu tập trung rèn luyện những tố chất trên thường đạt hiệu quả tối ưu khi ở lứa tuổi từ 20 đến 25 tuổi. Thì chúng ta chỉ trông đỡ dở hơi thôi chứ chúng ta cũng vẫn dở hơi. Hôm nay chung thi xong chung thấy thế nào? Bất ổn. Sao lại bất ổn? Toàn những câu mà chúng ta ôn vào mà. Toàn những câu ôn trùng nhưng mà nó cứ lệch lệch. Ừ, mỗi ý ta lệch một tí. Mỗi từ ta lệch một tí. Đa phần là ý chính, phần lại là chém ra. Đúng rồi.
giờ là 11:15. Thực ra là Phương nên đi ngủ. Hôm nay Phương học về hôn mê toan xeton ấy, thì có hai ca bệnh nhân rất là hay, nên là muốn ngồi lại và nghiên cứu bệnh án một chút. Từ sáng đến chiều ấy, trời ơi, đầu tóc bối rối. Chúng ta vẫn sẽ phải ngồi học tiếp, vì chiều thứ hai mình lại có một bài kiểm tra giữa. 2 tuần nữa mình lại có một bài kiểm tra cuối kỳ nữa trước khi nghỉ Tết, và còn phải dịch một số tài liệu nữa. We've got it, everything is under control. Yeah, let's go. Mọi người biết cái trend mà dán điện thoại lên trên trần nhà xong quay không? Hôm nay mình cũng muốn thử. Mình mới mua cái bút này mọi người ạ, cho nó kiểu bị đáng yêu ấy. Xong rồi lấy động lực học tập tiếp.